chào các bạn, mình đang có mặt tại Hội sách Hoàng Thành Thăng Long năm 2019, hướng đến 65 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này thì Đinh Tị Búc cũng đã xuất bản 4 cuốn tiểu thuyết rất là nổi tiếng của nhà văn Chu Lai, đó là cuốn Mưa Đỏ, Nắng Đồng Bằng, Ăn Mày Dĩ Vãng và Phố. Đặc biệt trong Hội sách Hoàng Thành lần này thì vào 16 giờ chiều ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 10 tại phòng hội thảo của Hoàng Thành Thăng Long sẽ diễn ra một cái cuộc tọa đàm của nhà văn Chu Lai cùng với sự góp mặt của các nhà văn nổi tiếng khác như là nhà văn Võ Thị Xuân Hạ, nhà thơ Lữ Mai và nhà thơ Nguyễn Quang Hưng. Các bạn hãy nhớ lịch của chương trình tọa đàm các bạn nhé.